Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Quang Sai. Chúc các bạn có ngày cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên người thân. Rồi, đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc. Hôm nay lâu lắm rồi, tôi mới moi móc ra mấy cái cây bông giấy, tôi chỉnh sửa lại, dọn dẹp lại, sẵn dịp tôi làm tiếp, tôi chia sẻ cùng các bạn. Để các bạn nào mà mới bắt đầu mà thích chơi cái bông giấy này thì các bạn cũng có thể cùng nhau trải nghiệm các bạn ha. Phải nói rằng là cây bông giấy thì nó rất dễ trồng, dễ lắm luôn, cực kỳ dễ. Chưa thấy mà trong dòng cây kiểng không có cây gì dễ bằng cây bông giấy. Các bạn cứ vẽ một đoạn nhánh là các bạn dâm ở lên liền, dễ lắm các bạn. Bông giấy hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình nó rất là nhiều luôn, nhiều màu sắc lung linh đẹp lắm luôn đó. Tôi thấy cũng có nhiều người chơi bông giấy, hình như họ thành lập cả một cái câu lạc bộ luôn để chơi bông giấy. Có những cái nhà vườn, có những cái nhà rất là đặc biệt, họ chơi bông giấy từ hồi trước cho đến hồi sau, xung quanh nhà toàn là hoa giấy lung linh sắc màu luôn, đẹp lắm luôn các bạn. Nhưng mà trồng bông giấy các bạn trồng thả lan, có nghĩa là các bạn trồng thả rong á, cho nó lên bờ rào hay nó lên đâu thì nó lên tùm bông ra nhiều, chăm sóc nó vậy. Nhưng mà các bạn đưa vô mà cái chơi bông giấy mà chúng ta chơi bonsai mà các bạn chơi mà tạo thành những cái dáng á thì nó cực kỳ khó, không phải là dễ đâu, rất là khó các bạn. Bởi vì các bạn biết sao, cái bông giấy thì người ta thường nói được cái này thì nó mất cái kia, bên cạnh nó dễ sống, nhưng mà muốn tạo cho nó ra bông mà theo cái phun cây như ý mình thì các bạn phải có một số kỹ thuật. Tôi thì tôi cũng không giỏi giang gì cái ngành chơi bông giấy này, nhưng mà tôi được cái là mỗi cái tôi biết chút, đồng thời mình làm mình chia sẻ các bạn. Các bạn nào mà chưa biết thì cũng có thể là qua clip này các bạn cũng có biết một chút kiến thức cơ bản về bông giấy, còn vấn đề nâng cao tôi không biết rồi nha. Cũng như là các bạn thấy không, nó dễ lên vậy, dễ lên như thế này, nhưng mà uống cây nó khó lắm các bạn. Cây mà thứ nhất là các bạn uống cây để cho cái phun cây các bạn tạo thành dáng này dáng kia, thế này thế kia thì hầu như là rất là khó. Bởi vì đặc tính của cây bông giấy nó giòn lắm, thành ra khi mà chơi bông giấy khi mà bông giấy mà các bạn chơi thì các bạn dùng cái phương pháp mà các bạn là cắt giật thì nó sẽ có cái hiệu quả hơn. Tuy nhiên khi mà tạo cây nó càng nhỏ chừng nào thì nó càng khó chừng nấy ha. Bây giờ tôi thích cây nhân vân, cũng như là nhân giống thì các bạn cắt cái nhánh nhỏ xíu vậy nè, cắt như vậy là các bạn dâm nhánh nó cũng sống luôn nè, dễ lên đó các bạn. Đây cây bông giấy này nè, cây bông giấy này là của tôi, là cây bông giấy màu cam. Bông giấy màu cam thì tôi thấy rất là đẹp, mà đồng thời bông giấy màu cam nó cũng khó lên như những cái dòng khác. Thành ra tôi cứ trồng đây, rồi bắt đầu là mình tạo dáng cây. Khi mà tạo dáng cây á thì các bạn tạo dáng cây nên từ nhỏ như thế này ha, từ nhỏ thế này. Các bạn đi dây kẽm, các bạn cứ uống theo kiểu gì thì các bạn uống. Bây giờ tôi hái lá, tôi chừa cái ngọn lại một chút nữa, tôi làm xong clip tôi sẽ đi dây kẽm cái cây này. Thì bởi vì khi bông giấy các bạn đi dây kẽm, các bạn phải tập trung cao độ vô nó, vừa đi dây đường đi dây kẽm mà vừa nói chuyện á, thì cái bông giấy này nó sẽ dễ bị gãy lắm, thì bỏ một bên. Chơi dáng cắt giật thì nó dễ hơn. Để như là em này nè các bạn, em này thì tôi cũng muốn tạo cho nó một cái dáng dạng này, dáng này dáng siêu ở dáng siêu, tôi tạo cái dáng siêu cho nó. Thành ra tôi hoàn toàn tôi dùng phương pháp cắt giật. Đây là cái giống bông giấy này, bông giấy Mỹ. Các bạn chơi bông giấy, các bạn muốn chơi bông giấy cho các bạn đưa vô cái chậu nhỏ, hoặc là các bạn muốn cho nó lùn lại các bạn để bàn, thì các bạn nên chọn dòng bông giấy cho hợp lệ ha, hợp lý ha. Bởi vì có cây bông giấy thì nó phóng tược rất là dữ dội luôn, phóng tược nhanh lắm. Còn có cây thì nó nhặt lại. Cũng như là khi mà chơi mà cái dạng bông giấy mà ngắn ngắn nhỏ nhỏ thì tôi chọn cái bông giấy Mỹ. Các bạn thấy không? Từ ở nách lá số 1 lên đến lá số 2 nó nhặt lại, nó ngắn lại. Thì thông thường là theo cái chu kỳ của cây bông giấy á, là khi mà cái ngọn của nó già rồi. Các bạn cái ngọn của nó già rồi, bắt đầu nó phớt để chuẩn bị nó ra bông nè. Thì nó già nó mới ra bông. Còn khi mà nó non thì nó chưa ra bông. Mỗi một cơi đọt lá của cây bông giấy tùy theo cây tốt hay là cây có dưỡng chất nhiều hay ít, hay tùy theo giống. Có những cây mà khi mà mỗi một cơi đọt lá của nó lên có thể là 1 mét luôn, 1 mét rưỡi luôn. Thử hỏi các bạn, mình trồng một cây nhỏ mà các bạn chờ cho nó ra bông thì nó phải qua một cơi đọt lá đó. Cơi đọt lá khi mà nó già, cơi đọt lá này nó chững lại thì nó mới có bông như vậy. Thành ra là nó không có đẹp. Khi mà chơi thì chúng ta phải biết cách ha, biết cách chúng ta kiềm hãm cái tốc độ lại. Thứ nhất là chọn giống, chọn những cái giống lá nhặt. Và cái thứ hai, khi mà các bạn chơi bông giấy thì các bạn không nên bỏ phân nhiều. Có nhiều bạn mà thương cây lắm, bỏ phân với tưới nước nhiều thì nó chỉ vượt nhánh thôi, nó không ra bông. Các bạn cho nước vừa phải, vừa đủ cho nó sống thôi, nó khằng khằng lại á, thì cây bông giấy nó ra bông thì nó mới đẹp nha các bạn ha. Đó, cũng như là cây này tôi không có uống, tôi để cho lên tự nhiên.
rồi xong rồi tôi dùng phương pháp thì tôi cắt giật này các bạn, tôi cắt giật vậy nè, đó mỗi một đợt ba cái nó chuẩn, cây này là nó chuẩn bị nó ra bông rồi, chuẩn bị nó già rồi nè, cơ đọt lá là nó già rồi, nó chuẩn bị nó ra bông rồi. Khi mà nó ra bông xong rồi bắt đầu cái tôi lại con tàn, tôi con tàn lại thì nó sẽ tiếp tục ra bông thêm một đợt nữa. Ha, bây giờ mình bỏ cây này quăng bên đi để tôi tiến hành tôi tỉa cây này. Cây này là không biết tỉa làm sao giờ ta, cây này hơi nhìn theo cái dáng nó xấu quá, là tôi cứ tỉa bỏ nó đi, bỏ không này không khoan, từ từ cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh là bỏ miếng nhỏ này ra trước đi. Là các bạn thấy không, là chuẩn bị nó ra bông nè các bạn. Khi mà cơ đọt lá nó già nè, cơ đọt lá này cây này khoảng 3 tấc nè, thì bắt đầu nó sẽ ra một cái, nó ra cái bầm hoa như thế này. Khi mà cây ra bầm hoa rồi thì các bạn cho nó một chút phân, phân NPK 20-20-15 cho bằng rắc vào gốc của nó, thì cái phân của nó sẽ làm cho cái bông nó bự và nó lâu tàn hơn. Còn nếu mà ngay cái thời kỳ mà nó đang mà phun nhánh lên á, các bạn bỏ phân vô thì kích thích nó sẽ dài ra, nó không đẹp. Đó là nó như vậy ha, đơn giản thôi. Còn cách chơi mà hãm để chơi bông tết thì tôi cũng đã làm clip chia sẻ với các bạn rồi. Cái đó thì nó cái quy trình hãm nước, cắt nước nó cũng cực lắm các bạn. Trước hết là cây của các bạn á, các bạn phải để nó ở trong ở nơi mà chúng ta có thể chủ động được nguồn nước rồi các bạn mới cắt nước nó được. Chứ mà để những cây mà ngoài thiên nhiên, các bạn trồng ngoài thiên nhiên á, sao các bạn đâu cắt nước được. Ở ngoài thiên nhiên là nó hoàn toàn nó tự nhiên, là do cái quá trình của cây các bạn. Khi mà mùa hè á, mùa hè cái nó thiếu nước nó rụng nước hết, bắt đầu cái mùa mưa cái trời mưa xuống kích thích nó phun tuột ra cái nó có bông, là do quá trình tự nhiên của cây như vậy. Là cây này giờ tôi sẽ tỉa gọn gọn là thôi, nó không biết cái dáng này sao tôi thấy nó xấu xấu thế nào á, xấu xấu. Từ từ tỉa ha, từ tỉa thứ coi, từ từ tôi chỉnh là cái dáng này ha, gọn này hơi cao, bỏ ngọn này đi, gọn này hơi cao chỉnh là cây này. Cái này cây bông giấy Mỹ, hầu cái thời kỳ mà nó mới vừa ra đó, nó mới vừa có cái giống này, là một nhà vườn mà biếu tôi cách đây khoảng 5 năm về trước rồi. Các bạn không biết 5 năm về trước cái dòng bông giấy Mỹ nó cũng còn hiếm lắm. Rồi sau này người ta lấy giống cái bông giấy Mỹ, nó có đặc tính là nó có cái củ của nó rất là đẹp. Thành ra người ta ươm giống cái bông giấy Mỹ này, khi mà nó củ nó ngon lành rồi, ok rồi, bắt đầu người ta mới lấy cái phôi cũ á, người ta ghép vô cái bông giấy nó nhiều màu, bông giấy nhiều màu đẹp lắm các bạn. Bạn nào thích chơi dán trực thì các bạn nuôi cây chơi dán trực. Còn cây này tôi chơi dán gì giờ ta, hả? Bây giờ tôi rồi mấy cái dán lùm xùm như vậy, thật tình mà nói là tôi cũng không thích cái dán này. Nhưng mà giờ cắt bỏ không để coi thử coi, hả? Nếu mà cắt bỏ giờ cái ngọn này thôi, cắt bỏ đi, tôi chơi mày luôn đi, chơi mày hết chơi rồi đi, chơi mày đó rồi ha, đó chơi đi cho nó chống bớt mẹ nó đi, cho nó. Còn cái này sao, còn cái chỗ này sao, nếu mà nãy quên lấy cái cưa ra, nếu mình cưa góc chỗ này chật bỏ này, ở đây luôn, chơi mày luôn đi đó, chơi mày luôn đi các bạn, các bạn ha, chơi luôn không, còn thấy không, giờ nhắc kéo tôi đã chơi cho nó gọn cây lại, cây này cho nó gọn rồi đi. Anh nhìn cái dáng của nó sau này nó mình thấy nó không được như ý đó các bạn. Quay dài nhớ kéo thì cắt cây đã thông thoáng rồi, giờ mình chơi thành cái dáng văn nhân ha. Văn nhân này là trực rồi các bạn, này trực rồi đó. Trực rồi đó, chơi mày luôn, nhánh này luôn, bỏ nhánh này luôn đó, bỏ nhánh này cho này được rồi đó. Cái này sao rồi, chơi mày luôn, chết mẹ rồi, tôi bấm lốn cái này nữa, bấm lốn này giờ nữa thôi, chơi mày, bỏ này luôn, bỏ này đi, cái dáng này cho nó thanh mảnh ha, thanh mảnh, chủ yếu mình giữ là cái gốc thôi, còn cái ngọn này chuyện nhỏ mà. Đó, tôi sẽ hái bớt lá đi, hái bớt lá này ha. Các bạn thấy có điều gì bất thường không dưới cái cây này không? Lá nó giòn, cây giòn, giòn lắm các bạn. Giờ nếu mà chúng ta bỏ này đi,
cho nó lên một cái chùm này thế này, chơi nó luôn đó các bạn ha. Thế nào, chơi không, bỏ luôn nhánh này ha, bạn thấy không, bỏ luôn nhánh này đi, cắt giật không lấy thôi, quyết định chơi mày luôn, chơi mày luôn đó, chơi mày luôn đó, chơi mày luôn đi đó. Rồi văn nhân chừa ba nhánh ở trên đây thôi, ba nhánh cho chấm cái giống trong giống ba cây nhang kim vũ lưu hương dữ trời. Cũng được các bạn ha. Bây giờ mình qua nó qua mấy cái cua lắc như cây này. Mình tạo thôi cái dáng vương nhân cây này, tôi không cho nó lớn đâu, luồn luồn cho nó lên cao vậy, cái một chùm này lên đây được rồi. Cây nở thanh thoát vậy ha. Rồi, nếu mà nhân giống thì các bạn có nhân giống những nhánh như thế này. À, các bạn khi mà nhân giống cây thì mình cứ việc mình bỏ mấy cái lọt lá này. Nè các bạn thấy không? Đây bông giấy Mỹ là bông đó nè. Bông giấy Mỹ là cái bông nó nhỏ nhưng mà nó cũng dễ thương lắm các bạn. Nè các bạn thấy không? À, rất dễ thương ha. Bông giấy Mỹ nhiều sắc màu cũng lên lắm, bông giấy 4-5 màu luôn. Rồi, giờ tôi đã quyết định tôi cắt. Tôi cắt xong rồi, cây nó gọn lại các bạn. Cây nó gọn lại. Rồi, hôm nào cây này nó phát triển được đẹp á thì tôi đẹp tốt rồi tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Đó các bạn. Văn nhân. Từ một cái cây cùi bắp. Không biết chuyển thành cái cùi gì nữa đây, cũng không biết cái cùi gì nữa đây, nhưng mà thôi như vậy được rồi. Còn gì để cắt nữa đâu. Chút tôi lấy cái cạp, cái này, cạp mấy cái chỗ này. Cạp ở chỗ này tôi bôi keo liền da vô cho nó mau liền da. Chủ yếu tôi giữ cái gốc này. Rồi tôi sẽ cho nó ăn một chút phân. Bỏ một chút phân vô để cho nó kích thích cái chùm này nó phát triển. Rồi, như vậy thôi. Hôm nay thì chia sẻ với các bạn cái này. Nó chướng mắt tôi lâu lắm rồi. Nhìn trước mắt mà tôi cũng chưa biết suy nghĩ là nên làm kiểu nào. Cắt thì tôi cũng tiếc đó. Nhưng mà giờ tôi đã quyết định rồi. Quyết định tôi cắt rồi. Tôi giữ cho cái... Tại vì cái gu của tôi là bao giờ cũng vậy. Tôi khoái mấy em chân dài. Mấy em chân dài mà muốt cột còn hấp dẫn nữa. Em chân dài nó như vậy. Còn cái dáng siêu siêu vậy nè. Dáng này thì mấy mốt thì mình chỉnh là cũng không sao. Tại vì dáng siêu này... Tại vì tôi mới ươm. Cái dạng này tôi ươm các bạn có bộ đế rất là đẹp. Tôi chưa có khui bầu đó. Khi mà khui bầu ra tôi có thể tôi chỉnh lại. Đây là mình chơi cái tầng siêu đây. Đây là cái tầng siêu. Cái tầng siêu này nó chiếm nhiều diện tích lắm. Chứ nếu mà chơi cái dáng trực như vậy, dáng trực văn nhân như thế này thì nó không chiếm cái diện tích nhiều ở cái khu vườn của tôi. Vườn của tôi nó giống như cái rừng U Minh nữa. Quá trời quá đất luôn nữa. Ngày nào cũng cứ gặp đâu cũng tha về trồng riết không biết còn ra cái chỗ ôm gì ở đây. Nhưng mà đam mê mà các bạn, thôi kệ đó. Tôi trồng vậy á, nhiều lúc bạn bè lại chơi á, tôi thấy ông nào mà tôi nhìn ông nào ông sướng á, ông sướng cây tôi cho liền, tại vì mình biết mà, dân trong nghề, mình biết cái người nào thật sự yêu cây kiểng thì tôi mới biếu thôi. Còn có một số bạn mà chơi theo trào lưu á, về mình cho mấy bạn chăm sóc khoảng chừng vài ngày, mấy bạn chán, mấy bạn lại quăng ra đường nè, thành ra khi mà cho tôi phải chọn mặt, người ta gửi vàng, tôi chọn mặt, tôi gửi cái cây của tôi ha. Gửi là như vậy thôi, thành ra mình có một số cây, không phải là cây nào, mình tùy bạn thôi. Chứ nhiều lúc mấy bạn trẻ mà kiểu yêu thích tức thời tôi lại không gửi cây đi đâu ha. Thôi như vậy thôi, hôm nay mình chỉ có làm clip sương sương mỏng mỏng nhẹ nhẹ chia sẻ cùng các bạn cái cây này đó, một cái từ cái dáng xum xê qua dài nhát kéo tôi cắt đi chừa lỗi. Hiện tại thì tôi nuôi ba này nè, thật ra tôi nuôi nó thôi chứ sau này nó lên, nếu mà lên lớn rồi tôi sẽ tiếp tục tôi cắt giật nữa, cắt giật tôi bỏ hai cái nhánh này đi nè các bạn, tôi nuôi một nhánh này thôi. Hiện tại bây giờ cài nó để cho nó có nhánh phóng đó, để cho nó rút cái chất dinh dưỡng đó, từ rễ lên cho nó dễ dàng hơn. Chứ thật ra mai mốt là tôi sẽ nuôi một cái nhánh này thôi, như vậy thôi là cũng rất yêu. Còn nếu mà trường hợp mà bẻ được uống được đó, thì uống cái nhánh này cho nó rớt xuống đây ha, uống nhánh cho nó rớt ở đây, nhánh nó rớt đây nó giòn lắm các bạn, khó lắm. Cái này các bạn uống nó ưa bị giòn, nó gãy. Thành ra các bạn thấy không, tôi chọn phương pháp cắt giật này bạn, là chọn phương pháp cắt giật. Rồi ok, đến đây tôi mới nói lời chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn nào thấy clip phù hợp cho tôi xin một cái like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những cái video mới nhất các bạn ha. Bye bye, hẹn gặp lại.